Bánh bèo được biết đến là một trong những món ăn vặt nổi tiếng. Dù được làm nên từ những thứ sẵn có trong danh sách nguyên liệu ẩm thực, nhưng bánh bèo vẫn có những đặc sắc riêng. Còn bánh bèo bà Dung ở ngõ 41 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng là địa chỉ được tìm đến của nhiều thực khách cả trong và ngoài thành phố. Bánh bèo là sự kết hợp của ba yếu tố: vỏ bánh làm từ bột gạo, nhân bánh làm từ thịt ba chỉ và nạc vai xay lên rồi xào với mộc nhĩ, thêm chút gia vị là mì chính, nước mắm. Vỏ bánh được bọc bằng một lớp lá chuối. Sau các công đoạn, bánh được hấp lên trong khoảng thời gian 40 phút sẽ cho bánh thành phẩm. Ăn kèm bánh bèo là thứ nước chấm cũng rất riêng và theo phong cách của người Hải Phòng: xương ninh lấy nước cốt, gia vị nêm nếm, thịt xay nặn tròn thành viên, thêm lát chả quế tùy theo khẩu phần và một gia vị không thể thiếu trong nước chấm và thỏa mãn khẩu vị người Hải Phòng, đó là mắm Cát Hải. Bánh bèo bà Dung có mặt tại thị trường ẩm thực từ những năm 1986, quán mở cửa từ 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 19 giờ 30 phút hàng ngày. Đến Hải Phòng, thực khách không nên bỏ qua món ăn vặt bình dân mà gây xao xuyến này.